mừng các bạn quay trở lại với Nha Khoa Paris. Và hiện tại tôi đang có mặt tại chi nhánh 39 Khoa Trung Hoàn Kiếm và chúng ta lại được gặp gỡ bác sĩ Hiệp. Hôm nay thì bác sĩ Hiệp sẽ hướng dẫn khách hàng chúng ta đeo khăn trong các bạn nhé. Và thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là tình trạng khách của chúng ta như thế nào ạ? Xin chào các bạn, thì khách hàng nữ đến với Nha Khoa với tình trạng là răng cửa trên bị thưa, và với tiền sử là khách hàng đã từng niềng răng rồi và đã từng cắt kẽ răng cửa rồi. Tuy nhiên là hiện tại thì cái độ cắn chìa, tức là cái răng cửa trên nó hơi đưa ra phía trước, cho nên là đến đây, Nha Khoa để thăm khám. Thì sau khi thăm khám và tư vấn thì bệnh nhân là đến muốn là để làm băng sứ, nhưng mà mình khuyên là cái trường hợp này thì không nên làm, và cuối cùng là khách hàng quyết định là chỉnh nha bằng khai trong. Thì mình vừa mới kết thúc quá trình là gắn những cái attachment lên bề mặt của răng và đeo khay đầu tiên. Thì các bạn có thể nhìn một chút về khay trong nhé. Thì khay trong, niềng răng mà khay trong là phương pháp rất hiện đại. Nó sẽ là những cái khay trong suốt để ôm lấy các cái răng phía trên và phía dưới. Thì thực ra thì đây là cái khay giai đoạn 2 của khách hàng, thì chúng ta có thể thấy được là cái tình trạng cắn răng hô của khách hàng khá là rõ rệt. Và cũng cắn sâu nữa, có nghĩa là cái răng cửa dưới nó cắn vào tiết vào cái cổ răng của răng cửa trên. Đây là cái khay giai đoạn 2, nên là cái tình trạng nó sẽ gần giống như cái lúc lúc đầu. Thì chúng ta xem một chút về cái tình trạng trong miệng các bạn nhé. Thì đây là cái em cười một chút đi ạ. Đấy, đây là cái những cái khay giai đoạn 1 mình đã đeo cho khách hàng rồi, thì chúng ta có thể thấy là nó hoàn toàn rất là thẩm mỹ, không có lộ. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở rộng một chút hơn nhé. Thì chúng ta có thể thấy được là các cái khay nó sẽ có các những cái điểm đặt lực ở phía trên này. Đó, các bạn thấy rõ không ạ? Và khay hoàn toàn khít sát giữa tất cả các răng, và hoàn toàn thẩm mỹ và dễ vệ sinh. Thì cách sử dụng thì rất là đơn giản. Khách hàng sẽ đeo cái khay này chỉ từ khoảng 20 đến 22 tiếng trên một ngày, tốt nhất là đeo cả ngày. Chỉ tháo ra lúc ăn nhai thôi. Và mình có thể tháo ra hàng ngày để mình vệ sinh. Như vậy có nghĩa cái ưu điểm của nó so với mắc cài là chúng ta rất dễ vệ sinh răng miệng, tránh được cái tình trạng mà rắt thức ăn hoặc là hôi miệng gì đó. Thì cái thời gian chúng ta chăm sóc răng miệng hàng ngày cho chỉnh nha nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với cả mắc cài thông thường. Ngoài ra thì những cái trường hợp chúng ta chỉnh nha bằng khay trong này thì chúng ta sẽ biết trước được kết quả. Ví dụ như cái trường hợp răng này của bạn ấy, chúng ta đang có cái độ cắn chìa và cắn sâu lớn, thì trên cái bảng mô phỏng chúng ta sẽ hoàn toàn thấy được là cái răng kết quả như thế nào, răng sẽ đưa đúng vị trí của nó. Thì ở trường hợp này thì mình sẽ đưa cho cái tình trạng của khách hàng là về cái răng nó đỡ bị hô hơn, và sau này thì muốn làm đẹp nữa thì khách hàng sẽ cần phải cải thiện hình thể về bốn cái răng cửa, vì bốn răng cửa đang bị mài kẽ cho nên là hình thể nó hơi bị dài so với cả chiều rộng. Đó. Và bác sĩ Hiệp có thể hướng dẫn khách hàng tự thao tác đeo khay được không ạ? Em ơi, bây giờ em thử tháo ra đeo lại một cái khay cho anh làm dưới và trên tùy. Các bạn thấy là cái thao tác tháo khay là khách hàng có thể hoàn toàn tự có thể làm được ở nhà và thông qua sự hướng dẫn của bác sĩ. Và cái việc mà tháo khay thì không hề khó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái khay mà khách hàng vừa tháo ra. Đấy. Sau khi mỗi lần chúng ta tháo ra, chúng ta sẽ vệ sinh bằng bàn chải như bình thường. Đấy, chúng ta có thể vệ sinh hàng ngày và cuối cùng chúng ta sẽ tự đeo khay vào. Rồi, Linh cầm đến. Rồi, em tự đeo này. Bây giờ có thể là nhắm mắt cũng đeo được đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy là rất là dễ thôi. Thì một khi đã quen rồi ạ, thì chúng ta thậm chí cũng không cần nhìn để có thể đeo được đâu. Ok, rất đẹp đấy. Rồi, rất tốt. Các bạn thấy đấy. Đó. Đeo rồi, chúng ta có thể thấy là việc thao tác đeo và tháo khay rất là dễ dàng. Chỉ trong 5 giây là khách hàng có thể tự thao tác được các bạn nhé. Và thưa bác sĩ, thì đối với những khách hàng chỉnh nha khay trong thì khách hàng cần tuân thủ những gì ạ? Thưa các bạn, thì điều quan trọng nhất của cái khay trong là chúng ta cần phải đeo đủ thời gian, chứ không được chủ quan mà bỏ ra, không được đeo trong ngày. Ví dụ như là như mình vừa nói, mình nhắc lại là nên đeo từ trên 20 đến 22 tiếng một ngày. Và khay thì nên giữ gìn đừng để mất, bởi vì nó sẽ rất là phiền toái trong cái việc mà chúng ta sẽ theo cái lộ trình. Ngoài ra thì tốt nhất là thì bạn cũng nên kiêng ăn những đồ có màu, bởi vì là răng của mình cũng thể bị nhiễm màu, và những khay cũng sẽ bị nhiễm màu theo, thì cái thẩm mỹ sẽ giảm xuống. Khi bạn đeo khay thì ví dụ như có những số tình huống thì chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như là bị
bóng mát tách mềm hoặc là bị lỏng khay như nào thì bạn có thể là tới để nha sĩ bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và cảm ơn bạn Linh ạ. Và thưa các bạn, hiện tại thì nha khoa Paris chúng tôi đang có rất nhiều chương trình ưu đãi để dành cho các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chỉnh nha lên tới 15%. Nếu các bạn quan tâm thì có thể để lại bình luận ở trên livestream các bạn nhé, hoặc là đến để thăm khám trực tiếp với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp tại nha khoa Paris. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.